Dạ vâng, em chào các bác nhá. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nó đây ạ. Đó, sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành cho các bác xem mẫu xe này. Dạ vâng, em là Mê Ô Tô, chuyên bán cho cũ toàn quốc. Vậy các bác nào xem video của em, nếu thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất ở bên em cập nhật nhá. Dạ vâng, một mẫu xe còn cực kỳ đẹp luôn. Toàn bộ đây ạ, phần trần này có nhìn này. Đó, trần lỉ nguyên bản luôn nhá. Đó. Bọc thêm một cái lớp ni lông bên ngoài rồi các bác nhá. Nó rất là cẩn thận luôn. Toàn bộ đây, táp ly đây. Đó, mẫu xe máy dầu nhá. Đó, được mang tên là Ford Ranger. Sản xuất năm 2015. Có số sàn 2 cầu các bác nhá, 2 cầu điện. Máy dầu form mới ạ. Đây bác xem, nó chở được 5 người và chở rất là nhiều đồ đằng sau luôn nhá. Đúng không ạ? Bán tải Ford Ranger sản xuất năm 2015. Số sàn 2 cầu điện. Đó. Form mới nhá. Đó, máy dầu. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Đời cao mà giá cực kỳ rẻ các nhá. Đó, giá rất là rẻ luôn. Cái form dáng của cái dòng này rất là đẹp luôn ạ. Toàn bộ đây, phần lốp các nhá. Đó, lốp mới cả dàn luôn. Lốp mới cả dàn luôn này các này. Rất là mới luôn. Trang bị gương kính chỉnh điện này các bác nhá, túi khí này, phanh ABS này. Đó, la răng đúc này, lốp mới cả dàn này. Một trong những cái mẫu xe đó đi rất là thích luôn, máy dầu. Đi dòng này thì khá êm luôn. Các bác nhá. Toàn bộ táp lô đây ạ, zin này các bác này. Đã độ lên màn hình này, Android, đa chức năng nhá. Đó, kết hợp âm thanh nghe rất là hay luôn. Những chi tiết này các bác nhìn lỗi. Toàn bộ zin này. Rất đẹp luôn. Táp ly đây ạ. Rất là mới luôn ạ. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đâm đụng, không gặp nước các nhá. Đó, về cái chất lượng xe em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao này? Bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào. Xe phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào các nhá. Đó, nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe. Đó. Xe còn khá mới luôn ạ. Với cái tầm tiền chỉ có hơn 400 triệu thôi, các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe này rồi. Thực sự bác là cũng rất là rẻ luôn đúng không ạ? Đó, có hơn 400 thôi. Đời cao, máy dầu. Đây cái form dáng bên ngoài đấy ạ. Form dáng đấy ạ. Em sẽ đóng cánh cửa vào để em mời các bác em xem form dáng nhá. Đó, có bậc để chân bước lên trên xuống các nhá. Đó, rất đẹp này. Bậc lên lên xuống này. Em sẽ đóng hết cánh cửa vào để em mời các bác em xem phần form dáng xe nhá. Form dáng khá đẹp luôn. Nói chung là một trong những hàng cơ bắp các bạn, hàng hàng khủng rồi, đúng không ạ? Rất là to luôn. Form nó dài, nó rất là trường xe luôn. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên mua bán cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc các nhá. Đó, phí vận chuyển các bác thêm phí cho em nhá. Nói chung là giá cả vẫn thương lượng được chút ít cho các bác ạ. Đúng. Làm sao các bác để các bác mua được cái mẫu xe chất lượng và giá cả phù hợp nhất các bác nhá. Quá chất lượng luôn. Rất là mới này các bác. Khá đẹp luôn. Sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhé. Máy nổ rất là êm luôn. Thank you.
Đây các bác chờ em chút, em mở cái capo nhé. Mở cái capo ấy. Rồi. Máy lỗ êm quá nhá. Đó, máy dầu lỗ như này rất là êm rồi các bạn. Toàn bộ đây, có zin này các bạn. Zin này. Nói chung là máy êm thôi nhá. Đó, máy êm. Dạ vâng, một lần nữa em yêu tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.